vì sao người xưa nói miệng của người mẹ quyết định vận mệnh của đời con. Lời của người mẹ nói ra có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách cũng như cuộc sống của trẻ nhỏ. Từ xa xưa, cha ông đã răng dạy rằng lời ăn tiếng nói của người mẹ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhân phẩm, cuộc đời cũng như tính cách của con trẻ. Thậm chí nó còn thể hiện trí tuệ và cốt cách làm người của đứa trẻ. Cổ nhân có nói, miệng của người mẹ quyết định vận mệnh của đời con hàm ý nói rằng thái độ lời nói và cách ứng biến của người mẹ nếu là bao dung là cởi mở thân thiện thì sẽ mang lại cho con cái sự tin tưởng và niềm tin vô hạn và ngược lại nếu như thái độ và lời nói của người mẹ là đã kích áp chế hay nói những lời xấu ác thì dần dần những lời nói như vậy truyền lại cho con là sự bi quan hoài nghi, ích kỷ, thậm chí là độc ác. Từ đó sẽ làm cho đứa trẻ khó có được một tương lai tươi sáng. Lời nói của người mẹ quyết định cuộc đời của con trẻ. Cổ nhân có câu, thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng rồng. Câu này hàm ý nói rằng, cha mẹ đừng nên xem nhẹ những lời nói tưởng chừng như đơn giản vì chúng có thể mang tới cho những đứa trẻ những ấn tượng không thể xóa nhòa trong quá trình trưởng thành. Thậm chí, có những lời nói làm tổn thương đứa con, theo chúng suốt cuộc đời. Đặc biệt, lời nói của người mẹ với đứa trẻ thật sự vô cùng quan trọng và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách cũng như cuộc sống của trẻ sau này. Từ xa xưa, cổ nhân đã dạy rằng, mối quan hệ gia đình tốt đẹp là khi người bố quản trí ốc làm người chủ và quyết định việc quan trọng trong gia đình còn người mẹ sẽ là người quản tâm khiến cho không khí gia đình trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn đó cũng là lý do thành ngữ việt nam có câu đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm trong tâm lý học khi con trẻ nhận được sự khen thưởng tán dương và tín nhiệm từ cha mẹ chúng sẽ nhận được nguồn năng lượng tích cực và trở thành động lực để cố gắng hơn nữa từ đó có thể giúp con đạt được những thành công là sự kỳ vọng của cha mẹ người gần gũi và tin tưởng chúng nhất miệng của người mẹ là phong thủy cuộc đời của con lời nói của cha mẹ luôn ẩn chứa cảm xúc cũng như thể hiện thái độ dành cho con và ảnh hưởng tới tính cách của trẻ do đó cổ nhân xưa mới nói miệng của người mẹ có thể thể hiện ra sự tu dưỡng người mẹ có tính cách và cách dạy dỗ như thế nào thì sẽ dưỡng dạy nên những đứa con như thế lời nói dễ nghe là tu dưỡng cả đời của mẹ nếu trẻ phạm lỗi thì người mẹ dùng những lời nói vô cùng khó nghe để phê bình đứa con thì đứa trẻ dần dần sẽ mất đi sự tự tin thậm chí ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tự tôn của đứa trẻ do đó câu nói của người mẹ có thể truyền cho con năng lượng tích cực hoặc năng lượng tiêu cực và ảnh hưởng trực tiếp đến con cái thậm chí là tính cách lẫn cuộc đời của chúng sau này chính vì vậy người xưa muốn khuyên mỗi bà mẹ hãy nói những lời yêu thương động viên và khích lệ trẻ đúng lúc do đó với người mẹ việc giáo dục con cái cũng là đang giáo dục chính bản thân mình và lời ăn tiếng nói của người mẹ ảnh hưởng to lớn đến sự hình thành nhân phẩm cũng như cuộc đời và tính cách của con trẻ đồng thời cũng thể hiện trí tuệ và cốt cách làm người của con sau này